Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi buổi chia sẻ của bên trung tâm đào tạo Forex. Có mấy con gà nó vào nó nói cả tôi rằng là nhà không chia sẻ cái giá trị mẹ gì với cả cộng đồng. Thì trước tiên thì tôi cũng nói hẳn cả các bạn luôn là cộng đồng có chia sẻ cái con mẹ gì cả tôi hay không, đó mới là vấn đề. Hay là những thằng la liếm bú liếm ở bên ngoài muốn vào đây để mà gì nhỉ? Đòi là phi cái này hay phi cái nọ, cuộc đời của tôi đéo có cái gì phi hết. Đó là cả một sự nỗ lực mà cả một sự mà bản thân tôi phải phấn đấu trên thị trường và ngay cả trong cuộc sống. Trong chính những giao dịch của bản thân tôi là những minh chứng thực tế của kỹ năng và cả một quá trình dài bản thân tôi phải nỗ lực ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, trade line như bản thân tôi đang chia sẻ cho cộng đồng và thì nhà chứng minh và cho cộng đồng thấy rõ về những góc khuất và những giá trị thực tế ở trên cộng đồng, thì đây không phải là giá trị hay sao, hay là những con gà muốn những con gà thì nhỉ mà bản thân tôi còn chưa biết rõ mặt nó là ai, hay là thì nhỉ sử dụng nick giả vào gáy như đúng rồi để mong rằng được tôi chia sẻ thế này hay thế khác, thì xin lỗi nhà đầu tư làm gì có cái chuyện đấy. Bởi vì khi mà bản thân tôi đang thua lỗ ở trên thị trường những 10 năm trước thì ai ở trong cái cộng đồng này là người chia sẻ cho tôi, ai trong cộng đồng này là người giúp đỡ tôi? Xin lỗi nhà đầu tư, đéo có bản thân tôi, đéo có sự nỗ lực của bản thân tôi thì làm chó gì có ngày hôm nay để chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư xem rõ về những kỹ năng giao dịch và những giá trị bản thân tôi vận dụng ở trên thị trường cũng như cống hiến cho nhà đầu tư xuyên suốt 10 năm qua. Và những giá trị của tôi chia sẻ là những minh chứng thực tế được chính những học viên của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi là những người trực tiếp theo dõi, trực tiếp đồng hành và trực tiếp nhìn nhận về các giá trị bản thân tôi đang gửi đến nhà đầu tư trên con đường mà bản thân tôi đang chia sẻ đến cho cộng đồng và nhà đầu tư. Xin lỗi nhà đầu tư, làm gì có cái chuyện mà ra ngoài để mà gì nhỉ? Giúp đỡ cộng đồng là lên chia sẻ về kiến thức một cách vô giá trị, hay là lên chia sẻ về lệnh lá hay mở copy trade hoặc ủy thác Forex là gọi là giúp đỡ cộng đồng. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng bố láo như vậy chỉ là những thằng đi lùa cộng đồng mà thôi. Tất cả những thằng ôn con nói thanh cao như vậy chỉ là những thằng bịp cộng đồng mà thôi. Bao nhiêu thằng đi lùa cộng đồng với những thứ kiến thức mà ngay cả bản thân chúng còn không vận dụng, không áp dụng được vào trong thực tiễn. Ngay cả bản thân chúng còn không vận dụng, không tạo được ra giá trị. Và bao nhiêu những người đã bị thuộc cho thân tàn ma dại với cả những chiêu trò về copy trade hay ủy thác Forex, nào là nhà bán robot ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đó là những thực tế mà tôi chia sẻ để cho cộng đồng hiểu rõ, cũng như những kiến thức đều của những thằng đi dạy không vận dụng, không áp dụng được vào trong thực tế. Làm sao bản thân chúng dám chứng minh giống như tôi đang chia sẻ, hay lại dùng TradingView và backtest ra nó như đúng rồi ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đâu, những kẻ nói rằng tao không có giá trị đâu, ngon bước ra ngoài thực tế chứng minh cho tao xem về những kỹ năng của bản thân chúng mày giao dịch giống như tao được hay là không. Đó mới là thực tế, đó mới là giá trị để tôi truyền đạt đến cho cộng đồng và nhà đầu tư. Và xin lỗi, bọn rẻ rách giống như mày có lên cào phím như thế nào, có lên nói như thế nào đi chăng nữa, tao chỉ là gì nhỉ, nhìn cho nó vui. Và những cái chia sẻ này của bản thân tao để cho chúng mày được tỉnh ra và để cho cộng đồng được nhìn rõ bản chất của chúng mày mà thôi. Đây là những thực tế mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được rằng trên 10 năm qua là những nỗ lực của bản thân tôi để chia sẻ để cho cộng đồng và những nhà đầu tư trực tiếp nhìn nhận, trực tiếp đánh giá và thấy rõ về những giá trị mà tôi chia sẻ. Làm gì có một người có thể hên trong vòng 10 năm? Theo em có người nào hên được 10 năm không? Theo anh có người nào hên được 10 năm chơi không? Đó, hôm nọ anh em trực tiếp chứng kiến không? Không có ai có thể hên được trong vòng 10 năm. Xin lỗi nhà đầu tư, tôi luôn luôn chia sẻ cho nhà đầu tư phải nhìn vào trong giao dịch live thực tế, phải đánh giá được rõ về giá trị năng lực bằng lịch sử giao dịch để cho cộng đồng và nhà đầu tư có được những cái nhìn đúng hơn trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được thì lấy cái giá trị mẹ gì ra để mà chia sẻ. Xin lỗi nhà đầu tư, để sử dụng backtest, để sử dụng TradingView, để sử dụng Pyroboy, để nói như đúng rồi về kiến thức, nói như đúng rồi về quản lý vốn, nói như đúng rồi về câu chuyện thành công như thế này hay ăn như thế kia trên thị trường mà không có chứng minh được giao dịch live, không chứng minh được giá trị lịch sử giao dịch, thì xin lỗi nhà đầu tư, chỉ là những thằng
bị bợm lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi tổ chức biết bao nhiêu buổi off và nghe biết bao nhiêu câu chuyện thành công, nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ là những thằng không áp dụng được vào trong thực tế, kêu lôi tài khoản, lôi lịch sử ra, đều là gì nhỉ? Né hết và biến mất tâm mất dạng. Đó chính là giá trị mà tôi truyền tải đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà bản thân các bạn đang tham gia vào, nên đi chậm lại để nhìn nhận, để hiểu rõ giao dịch được đâu, giống như tao đâu, thì chứng minh bằng thực tế đi. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ cho nhà đầu tư và minh chứng mọi nhà đầu tư bằng chính những kỹ năng giao dịch của bản thân mình xuyên suốt hơn 10 năm qua ở trên thị trường, cũng như cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất và những mảng tối ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Còn xin lỗi, tao để không ngại bất kỳ một thằng nào ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, nếu chúng mày sống sai, tao chỉ sợ cái đúng. Đó chính là thực tế ở trên thị trường giao dịch Forex này. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Tao có năng lực thì việc đéo thì tao phải cúi đầu với bất kỳ một thằng nào. Đó chính là thực tế mà tao đang truyền tải và chia sẻ trên cái thị trường giao dịch Forex này. Và cộng đồng và mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ rằng chỉ có những thằng lừa đảo mới ra ngoài hỗ trợ cộng đồng. Còn lại làm đéo gì có cái chuyện mà gì nhỉ? Hỗ trợ cộng đồng. Bao nhiêu thằng hỗ trợ cộng đồng là bấy nhiêu thằng cuối cùng đi luộc cộng đồng. Đó chính là thực tế ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Xin chào. Đó, em nói đúng không?